quăng ra đừng có đường chủ nhật thế là chủ nhật. Nhưng mình đặt lớn lắm 320 thôi nha. Bác giờ đưa 320 cho mình nè. 320 là sẽ đặt mình chỉ là lớn sexy nhất có thể nha. Và nếu mình muốn cái độ nhô cao ra đó thì là sẽ là 315 nha. Lấy túi 315 giùm nè. Thì nó gom lại nó sẽ đưa ra trước nhiều hơn. Nè, 315 đẹp hơn. Bác nghĩ là 315 tại 320 cái đường kính nó hơi bé ra ngoài chút nè. 315 nó gom lại mình đưa ra trước nhiều nha. Ok. Bác chụp hình rồi bác vẽ luôn nha. Xương phải không? Xương nó mạnh chứ. Trình lực ha.